Mẹ ơi, mẹ làm cái gì vậy ạ? Lan Anh, sao con về không nói trước với mẹ? Tại sao con về nhà mình mà cần phải báo trước với mẹ? Con muốn tạo bất ngờ cho mẹ mà. Mà con về có việc gì không đấy? Con nhắn tin đóng tiền học phí nhưng mà mẹ chẳng chịu trả lời gì cả. Cả lớp con có mỗi mình con là chưa đóng tiền thôi. Cô giáo cứ nhắc, con ngại quá luôn ý. Mẹ quên mất. Thôi con cứ về trường đi, rồi lát nữa mẹ chuyển khoản cho. Con mới về nhà mà. Sao mẹ bảo con lên trường sớm vậy ạ? Con muốn về nhà rồi lấy một ít đồ, tiện thể nghỉ ngơi, chiều con mới lên trường. Ê con, đừng vào. Sao đấy ạ? Tại khi nãy mẹ thấy có con rắn nó leo vào phòng con theo đường máy lạnh. Mẹ chưa bắt được nó nên là con đừng có vào. Trong phòng con có rắn á? Thế liệu nó có chạy ra ngoài không mẹ? Mẹ cũng không biết được. Thôi con cứ về trường trước đi. Con là cái đứa sợ rắn nhất mà. Nhưng mà cô Lan giúp việc nhà mình đâu mẹ? Cô ấy xin nghỉ phép rồi con ạ. Dạ vâng, nhưng mà mẹ này, mẹ không được bắt rắn một mình đâu đấy nhá, phải có người đấy. Mẹ biết rồi, con cứ yên tâm. Thôi con cứ về trường đi. Cần lấy cái gì thì cứ nhắn cho mẹ rồi mẹ gửi cho sau nhá. Đi thôi con. Mẹ nhớ giữ sức khỏe đấy nhá, con đi đây. Mẹ biết rồi, đi đi. May mà con bé không phát hiện ra. Vào đi ạ. Cậu Nam, cậu có đang bận không? Tôi có chuyện này muốn nói với cậu ạ. Cháu không ạ. Thế có chuyện gì bác cứ nói đi ạ. Tôi biết là nói ra chuyện này thì sẽ không hay đâu, nhưng mà Rốt cuộc là có chuyện gì thì bác cứ nói ạ. Bác đừng ngại. thực ra tôi đang muốn cậu có thể ứng trước cho tôi tháng lương này được không ạ? Tôi đang rất cần tiền. Cháu cứ tưởng là chuyện gì. Chuyện này thì bác chỉ cần nói với cháu một tiếng là được. Tiền lương tháng này của bác đây ạ. Bác cầm lấy. Cảm ơn cậu nhé. May mà có cậu giúp đỡ tôi, chứ nếu không thì tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa. Kìa bác đừng nói thế. Lúc trước khi bác trai còn sống, bác ấy đã giúp đỡ cháu rất nhiều trong công việc, trong kinh doanh. Bây giờ mặc dù gia đình mình phá sản rồi, nhưng mà cháu vẫn luôn tôn trọng bác. Nếu không phải bác cứ khăng khăng đòi làm giúp việc, thì thật sự cháu cũng không dám thuê bác làm như vậy đâu ạ. Cậu không phải nghĩ ngợi gì nhiều đâu. Cậu đã cho tôi việc làm, lại còn cho tôi ở lại căn nhà này nữa. Như vậy đối với tôi là tốt lắm rồi ạ. Có như thế thì con Lan Anh mới không phát hiện ra chuyện gia đình bị phá sản. Thế là bác vẫn giấu cô ấy chuyện đó hay sao ạ? Thì bố con bé mới mất chưa được bao lâu, tôi không muốn nó phải chịu thêm một cú sốc nào nữa. Và lại con bé cũng đang tranh giành suất học bổng. Bây giờ nó mà biết ý, thì nó lại bị phân tâm mất. Nhưng mà cháu nghĩ sớm muộn gì cô ấy cũng biết thôi ạ. Thôi thì cứ giấu được ngày nào hay ngày đấy cậu ạ. Dù sao con bé nó cũng ở trọ gần trường nên là ít khi về nhà. Tôi nghĩ là nó sẽ không phát hiện ra đâu. Tại sao gọi điện mà mẹ không bắt máy nhở? Hôm nay là hạn cuối nộp học phí rồi. Chắc chắn là mẹ quên rồi. My, tôi xin lỗi nhá. Lan Anh, sao cậu vẫn ở đây? Chẳng phải là cậu nên nghỉ học rồi hay sao? Sao lại nghỉ học? Cậu còn hỏi ngược lại tôi nữa à? Hoàn cảnh gia đình nhà cậu bây giờ vẫn đủ khả năng để chi trả học phí à? Hoàn cảnh gia đình nhà tôi là thì làm sao? Cậu thì nói rõ ràng xem nào. Mỹ, em ở đây à? Cái mày Lan Anh, sao mày vẫn đi học à? Thế rốt cuộc là hai cậu đang nói cái gì đấy? Tôi không hiểu cái gì cả. Thử nói rõ ràng xem nào. Thì chẳng phải là nhà của cậu đang phá sản rồi hay sao? Bây giờ cậu đang nai lưng ra đi làm để trả nợ cho mẹ còn gì nữa. Cái gì? Nhà ai phá sản? Cậu vẫn không biết gì à? Vẫn còn có thời gian rảnh rỗi để đi học hay sao? Cái gì? Anh xem, nó buồn cười chưa kìa. Đến bây giờ mà nó vẫn chưa biết là nhà nó bị phá sản nữa đấy. Này, có khi là ngại quá không dám nhận, sợ xấu hổ. Này, các cậu đừng có mà nói linh tinh nhá. Nhà ai phá sản? Đừng có mà bịa chuyện. Xem ra đúng là mày chưa biết gì thật rồi. Này, nhà mày đã phá sản một thời gian rồi đấy. Vậy mà mẹ của mày vẫn không nói gì cho mày biết à? Không thể nào. Này, chuyện lớn như thế này mà nó lại không biết. Mày vừa từ trên công trạng xuống à? Không thể nào. Không thể có chuyện vô lý như vậy được. Không thể nào. Không thể nào. Chắc chắn là bọn họ lừa mình. Không thể có cái chuyện nhà mình phá sản được. Bà làm việc gây lỗi suốt ngày bà lại còn xin đứng lương. Quán của tôi phải ở quán làm từ thiện đâu. Tôi biết thế này sẽ làm khó cho cậu, nhưng cậu làm ơn cứ giúp tôi lần này đi ạ.
Thôi, nói chung là một xu cũng không có đâu. Tôi xin cậu đấy, cậu làm ơn làm phước, thực sự tôi đang rất cần tiền. Tôi hứa sẽ làm việc chăm chỉ. À phải rồi, tôi sẽ dọn luôn cả nhà vệ sinh luôn, với lại cả lau sàn nhà cho cậu nữa. Tóm lại là có việc gì tôi cũng làm hết. Cậu làm ơn cậu ứng lương cho tôi đi ạ. À? Thôi được rồi, bà nói thì bà phải giữ lời đấy nhá. Cảm ơn cậu, tôi hứa sẽ làm việc chăm chỉ ạ. Alo mẹ à, con nghe đấy. Ừ, Lan Anh nghe hả con? Bây giờ mẹ mới đọc được tin nhắn của con. Mấy hôm nay bận nhậu nhẹt suốt. Để lát nữa mẹ chuyển khoản cho con luôn nhá. Thế dạo này công ty nhà mình có ổn không ạ? Thế có bất kỳ vấn đề gì xảy ra không mẹ? Ở nhà mọi việc vẫn tốt mà con, không có vấn đề gì đâu. Con đừng có nghe tin đồn bậy bạ ở ngoài nhá. Con cứ tập trung học hành cho thật tốt vào. Không cần phải bận tâm đến những việc ấy đâu. Con biết rồi ạ, mẹ yên tâm đi ạ. Ừ được rồi, mẹ biết rồi. Đợi một chút, tôi ra ngay đây. Lan Anh, tại sao cô lại ở đây? Anh nói đi, tại sao anh lại trong nhà của tôi? Tôi... Có phải bây giờ căn nhà này không còn là nhà của tôi nữa phải không? Anh mau trả lời tôi đi. Tôi không ngờ là mẹ tôi có thể giấu giếm tôi nhiều chuyện như vậy. Thế mà từ trước đến giờ tôi không biết chuyện gì cả, vẫn như một con ngốc. Tôi nghĩ mẹ cô làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho cô thôi. Tôi biết điều đó, nhưng mà tôi không thể nào mà chấp nhận được cái việc tôi vẫn sống vô tư thảnh thơi, trong khi đó mẹ tôi phải chắt chiu và kiếm từng đồng một để lo cho tôi ăn học. Thật sự là tôi cảm thấy mình quá ích kỷ. Anh Nam này, anh có thể giúp tôi một việc được không? Là việc gì? Cô cứ nói đi. Anh có thể giữ bí mật cái chuyện tôi đến tìm anh được không? Dĩ nhiên là được. Nhưng mà cô muốn làm gì? Tại vì mẹ tôi đã muốn giấu giếm tôi chuyện này rồi, thì tôi cũng sẽ coi như không biết chuyện gì cả. Ơ, cô Huệ đến ăn bún à? Này, này quá lại hết mất rồi. Ơ, để mai quay lại nhá. Dạ, không phải ạ. Tôi đến đây không phải để ăn, mà là tôi muốn xin việc ở đây ạ. Cái gì? Xin việc á? Thưa cậu, tôi rửa xong rồi, bây giờ tôi sẽ ra cọ bồn cầu, xong rồi lau nhà luôn ạ. Bà không cần phải làm mấy cái đấy đâu. Sao thế cậu? Bà chỉ cần ra ngoài kia bà dọn mấy cái bát đĩa linh tinh ở ngoài thôi nhá. Còn cái việc mà lau nhà với cọ bồn rồi các thứ là tôi thuê người khác làm rồi. Thế nhưng mà... Yên tâm, cái phần lương của bà thì vẫn giữ nguyên, tôi không động chạm liền vào lương của bà cả. Từ bây giờ bà chỉ cần làm mấy cái việc bình thường bà hay phải làm thôi nhá. Vâng, tôi biết rồi ạ. Chào anh, tôi đến nhận việc ạ. Tôi còn tưởng là cô không đến. Nhưng mà này, cô thật là cô vào đây làm rồi không công không ấy? Dạ vâng ạ, bắt đầu từ ngày hôm nay tôi sẽ làm việc ở đây. Và anh không cần phải trả lương cho tôi đâu. Anh chỉ cần giữ bí mật với mẹ tôi chuyện này là được. Thôi được rồi, thì đi vào làm việc đi. Xong rồi có gì không hiểu thì cứ ra hỏi tôi nhá. Dạ vâng, xin lỗi anh, mẹ con tôi làm phiền anh nhiều quá. Phiền gì mà phiền. Mẹ con cô cứ như này, người được lợi nhất là tôi chứ còn ai nữa. Thấy chưa, em đã bảo với anh nó làm phục vụ ở đây mà anh cứ không tin em. Không ngờ nhờ, đường đường là con của một nhà tiểu thư ra giá như thế, bây giờ đi làm phục vụ cho người khác. Đến đây là cái gì?
Sao lại hỏi như thế nhở? Đến quán cà phê thì đương nhiên là để uống cà phê rồi. Sao? Là phục vụ mà không chào đón khách à? Nếu không ấy thì gọi quản lý ra đây để bọn tôi khiếu nại. Hôm nay không có quản lý. Hai người muốn uống gì cứ bảo với tôi làm cho. Nói thế nghe còn được chứ. Cho một matcha đá xay. À, nhưng mà đừng cho đá nhá. Ta không uống được đá đâu. Hay, anh cũng gọi. Cho một bạc xỉu, không sữa, không cà phê. Đủ rồi đấy, gây sự đủ chưa? Ừ, đúng rồi đấy. Hôm nay bọn tao đến đây là để gây sự với mày đấy. Sao, mày định làm gì bọn tao? Tôi với cậu từng là bạn thân với nhau. Tại sao bây giờ cậu phải đối xử với tôi như vậy? Bạn thân á? Thân ai nấy lo à? Thế mày không biết ngày xưa tao đi với mày bị mọi người nói như thế nào à? Chúng nó bảo tao là người hầu của mày, là cái đuôi của mày đấy. Ngày xưa chả qua là mày nhà giàu, cho nên là tao mới phải nhịn nhục để đi chơi với mày thôi. Còn bây giờ ấy, mày nghĩ là mày có cái gì mà đủ đẳng cấp để nói chuyện với tao? Bây giờ ấy, mày xa cơ lỡ vận rồi. Bọn tao không cười nhau mày bây giờ thì định đợi đến bao giờ nữa? Lúc trước tôi có tiền thì cậu là bạn của tôi. Còn bây giờ tôi không có tiền thì cậu lại làm như vậy. Cái chuyện vô liêm sỉ như thế mà hai người cũng có thể làm được à? Xấu hổ á? Này, người phải cảm thấy xấu hổ là mày mới đúng chứ. Ngay cả tiền học phí cũng không có tiền mà trả mà. Mà thôi, hôm nay chỉ đến đây thôi nhá. Hẹn ngày mai gặp lại. Đi thôi anh. Đây, cô lau đi. Tôi cảm ơn anh. Bây giờ cô đang làm thêm ở quán này à? Vâng ạ. Thế còn việc học hành thì sao? Thì tôi vẫn đi học bình thường thôi. Ngoài giờ học thì tôi sẽ tranh thủ đi làm thêm. Cái quán cà phê này thì nó gần trường, giờ giấc lại linh động, cho nên tôi có thể dễ dàng đi làm được. Mà anh Nam này, anh tuyệt đối không được nói với mẹ tôi là tôi làm thêm ở quán cà phê này đâu đấy nhá. Lúc trước mẹ cô cũng không cho phép tôi nói với cô. Bây giờ cô lại cũng không cho tôi nói với bà ấy. Thật sự tôi rất khó xử. Tôi biết là làm như vậy anh sẽ cảm thấy rất khó xử. Nhưng mà mẹ tôi đã cố tình giấu tôi như vậy thì tôi cũng không muốn làm điều gì đó khiến cho bà ấy phải phiền lòng. Bây giờ không giúp được gì cho mẹ, nhưng mà tôi cũng hy vọng là mình có thể làm điều gì đó khiến cho cuộc sống của mẹ có thể thoải mái hơn. Cô đúng là một cô con gái hiếu thuận. Mẹ cô thật may mắn khi có người con gái như cô đấy. Anh đừng có khen tôi. Tôi phải cảm thấy may mắn bởi vì có một người mẹ yêu thương mình hết lòng như vậy chứ. Mẹ tôi đã làm tất cả vì tôi thì tôi cũng sẽ sẵn sàng làm tất cả vì mẹ. Con nói thật á, con đạt được học bổng rồi à? Dạ vâng ạ, con gửi mẹ này. Con làm gì thế? Đây là tiền của con cứ giữ lấy, muốn tiêu gì thì tiêu. Đây là lần đầu tiên con nhận được học bổng, con muốn gửi cho mẹ, coi như là quà kỷ niệm. Mẹ nhận đi cho con vui nhá. Thôi được rồi, để mẹ giữ cho con. Nhưng mà con cần làm việc gì thì cứ bảo mẹ để mẹ đưa cho nhá. Dạ vâng. Mà con đã ăn uống gì chưa? Tay con làm sao đấy? Đưa đây mẹ xem nào. Con không sao. Đưa đây mẹ xem. Sao tay con lại lở loét ra hết thế này? Con động vào chất tẩy rửa đúng không? Rõ ràng là con bị dị ứng với chất tẩy rửa từ bé. Mẹ có để con phải động vào những thứ này đâu. Con đã bảo là không sao rồi mà. Mà chiều nay con còn có tiết. Chắc là con phải lên trường luôn đấy ạ. Con chào mẹ. Con bé này nó làm cái gì mà phải động vào chất tẩy rửa nhỉ? Hôm nay lại chăm chỉ thế. Tôi suýt nữa không nhận ra cô rồi đấy. Đến đây làm cái gì nữa? Mẹ, cái thái độ phục vụ khách kiểu gì đấy hả? Có tin là tôi khiếu nại lên quản lý đuổi việc cô không? Gây sự đủ chưa? Rõ ràng trước đây tôi không hề gây thù chuốc oán gì với hai người. Tại sao hai người cứ phải gây khó dễ cho tôi nhỉ? Thì lâu lắm bọn tôi mới có cơ hội được tiểu thư nhà giàu có bưng bê phục vụ cho mình. Đương nhiên là phải tận dụng rồi. Các cậu... Này, đừng bảo là tôi không cảnh báo trước nha. Cái thái độ làm việc này của cô là tôi có thể khiếu nại lên quản lý đuổi việc cô đấy. Tôi biết là cô đang cần công việc này mà. Bây giờ cô làm gì có tư cách để mà đứng đây cãi nhau với bọn tôi nữa. Cô nghĩ mình vẫn đang là tiểu thư nhà giàu có đấy à? Thế rốt cuộc là hai người muốn uống cái gì? Đã bảo là cái thái độ mà lại phục vụ khách kiểu gì đây?
cái mặt tươi cười lên xem nào. À, cười lên. Càng lên. Lan Anh. Mẹ, sao mẹ ở đây? Mẹ đến trường tìm con thì nghe nói là con đi làm thêm ở đây. Tại sao con lại giấu mẹ chuyện này? Con... Này, thế bà vẫn nghĩ nó đang là tiểu thư nhà giàu có đấy à? Bây giờ nhà phá sản rồi, không đi làm kiếm ăn đi thì lấy gì mà bỏ vào mồm? Câm miệng lại đi. Thì ra con đã biết chuyện này à? Con biết chuyện này rồi mà con vẫn giấu mẹ. Là vì con không muốn mẹ biết. Là mẹ buồn đúng không? Trời, cảm động quá nha. Để anh sắp khóc đến nơi rồi. Em còn nghe nói mẹ nó bây giờ phải đi làm giúp việc cho nhà người ta, lại còn phải đi rửa bát thuê nữa đấy. Thế cơ mà. Thế anh mà sống như thế thì anh chết quách đi cho rồi. Sống làm trời chặt đất. Cầm miệng lại đi. Hai người mà còn dám động đến mẹ tôi đấy nhá thì đừng có trách tôi. Con Danh này, mày dám bắt được bọn ta? Cô định làm gì? Chủ tịch Nam. Hai người định làm gì? Bọn tôi. Hai người là sinh viên của trường sinh đúng không? Nếu tôi nhớ không nhầm thì hai người đang nộp đơn xin thực tập ở công ty của tôi. Dạ, đúng vậy ạ. Chỉ mới là sinh viên thôi mà tâm địa đã độc ác như vậy. Sau này khi làm việc và lăn lộn ngoài xã hội thì hai người sẽ trở nên như thế nào? Tôi thật là không dám nghĩ đến đấy. Dạ, chủ tịch ơi, bọn tôi không giống như chủ tịch nghĩ đâu ạ. Tôi không nghĩ, mà tôi đã nhìn thấy và tìm hiểu những việc hai người làm. Trước đây hai người là bạn của Lan Anh, nhưng khi biết hoàn cảnh của cô ấy thì hai người quay ra trở mặt. Tôi nói đúng chứ? Sinh viên thực tập ở công ty của tôi có khả năng sẽ trở thành nhân viên. Chính vì thế tôi phải tìm hiểu rõ nhân cách đạo đức của từng người. Ngày hôm nay tôi tuyên bố hai người chính thức bị loại khỏi danh sách sinh viên thực tập của công ty tôi. Chủ tịch, tôi sẽ liên hệ với trường học của hai người để báo cáo việc này. Tôi tin chắc rằng một ngôi trường danh giá như trường sinh sẽ biết cách quản giáo sinh viên của mình. Chủ tịch Nam, ta về thôi. Cà phê của anh đây ạ. Cảm ơn cô. À, Lan Anh. Mấy hôm nay ở trường ấy, thì Cao và My có gây khó dễ gì cho cô không? Dạ không ạ. Từ ngày mà anh đến gặp bọn họ thì bọn họ không còn gây khó dễ cho tôi nữa. Anh Nam, tôi cảm ơn anh. Một chút chuyện nhỏ thôi mà, không cần cảm ơn đâu. À mà tôi còn nghe nói công ty của anh tài trợ học bổng cho tôi. Tôi không biết là phải cảm ơn anh thế nào nữa. Thật ra là về chuyện học bổng ấy, cũng nhờ thành tích của cô thôi. Nếu như mà cô không làm tốt, không có thành tích học tập tốt thì dù tôi có muốn cũng không thể nào giúp được. Nếu sau này thành tích học tập của cô được như bây giờ thì khi ra trường cô có thể đến công ty của tôi làm việc. Mức lương do cô đề xuất. Anh Nam. À, còn một chuyện nữa. Tôi cũng đã nói chuyện với bác Xuân rồi. Phòng của cô vẫn còn trống đấy. Nếu mà đi học mà được nghỉ thì cô có thể dọn về đây ở, đừng ngại nhé. Sao ạ? Nhưng mà như thế có tiện cho anh không ạ? Có gì mà không tiện. Bây giờ tôi chỉ ở một mình thôi. Có thêm cô và bác Xuân ở cùng, chẳng phải sẽ thành một gia đình hay sao? Gia đình? Đúng vậy. Tôi còn muốn có thêm vài đứa trẻ nữa. Như thế thì sẽ thành gia đình ba thế hệ. Đó cũng là điều tôi mơ ước đấy. À, đúng rồi. Có phải là cô từng nói với tôi là cô muốn cảm ơn tôi, nhưng mà không biết làm cách nào được không? Hay là cô giúp tôi thực hiện ước mơ của mình đi. Anh đưa em về trước nhá. Nhưng mà túi xách của em. Thôi, coi như của đi thay người đi.
Chứ bây giờ hắn ta lấy túi sách của em chạy đi đâu thì ai mà biết được. Cô Di ơi, đây có phải là túi sách của cô không? Túi sách của tôi, túi sách của em này. Nhưng mà tại sao túi của vợ tôi lại ở trong tay cô? À, lúc nãy tôi đang đi đường thì thấy một người vội vàng chạy qua, lại nghe thấy tiếng hét của cô ấy, cho nên tôi biết ngay hắn ta là cướp. Tôi đã bắt hắn lại và lấy lại được túi sách rồi đấy. Cô thử kiểm tra xem có mất gì không. May quá, không bị mất gì cả. Cảm ơn cô nhiều lắm. Không có gì đâu. À, cô ơi, vợ chồng tôi đang bận. Tôi gửi cô một chút, coi như là tiền hậu tạ. Cảm ơn cô nhé. Thôi, tôi không lấy tiền đâu. Hai người cứ cầm lấy đi. Giúp được hai người là tôi vui rồi. Mà hai người có việc bận ý, thì cứ đi trước đi. Tôi cũng đi luôn đây. À, khoan đã. Đây là danh thiếp của công ty tôi. Nếu như mà cô rảnh, cô hãy gọi điện vào đó nhé. Tôi sẽ mời cô đi ăn. Tiền thì cô không lấy rồi, nhưng mà một bữa ăn chắc là cô sẽ không từ chối đâu nhỉ. Vậy cũng được. Thế nếu như mà có dịp ý, thì chúng ta cùng đi ăn một bữa nhé. Tôi cảm ơn cô. Vậy thì vợ chồng chúng tôi đi trước đây ạ. À mà, nhất định là phải gọi cho tôi đấy nhá. Tôi biết rồi. Sao nhìn cô ấy cứ quen quen thế nhỉ? Chủ tịch công ty SVM á. Còn trẻ như vậy mà đã là chủ tịch rồi. Ngưỡng mộ cô ấy thật đấy. Sao hôm nay anh về sớm vậy ạ? Vì anh có thứ phải đưa cho em xem ngay. Đây là tài liệu gì vậy ạ? Em xem đi. Sau 2 năm chúng ta điều tra thì cuối cùng cũng đã có những đầu mối về bố mẹ ruột của em. Nhưng mà do sự việc xảy ra lâu quá rồi, cho nên mọi người cũng không nhớ được nhiều thông tin. Nhưng có người chắc chắn rằng trong thời gian mang thai, mẹ em có thuê phòng trọ của họ. Nhưng mà chắc chắn là em có cơ hội tìm lại được mẹ mình phải không? Anh cũng sợ có biến cố xảy ra, cho nên khi nhận được thông tin, anh đã đích thân về tận nơi để điều tra và tìm hiểu xem như thế nào. Đúng như thông tin điều tra được, anh nghĩ rằng em sẽ được gặp gia đình ruột thịt của mình sớm thôi. Em cảm ơn anh. Bởi vì trong suốt khoảng thời gian vừa qua, anh không bỏ cuộc và bên cạnh giúp đỡ em. Em cảm ơn anh, bởi vì lúc nào cũng bên cạnh và đồng hành cùng với em. Anh biết là em luôn mong muốn tìm lại gia đình ruột thịt của mình. Anh là chồng của em mà. Chỉ cần là điều em muốn thôi thì bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ giúp em làm bằng được. Bây giờ em nghỉ ngơi đi. Hôm nay để anh nấu cơm cho. Ngày hôm nay anh sẽ nấu những món ngon nhất chúc mừng em sắp tìm được gia đình ruột thịt của mình. Mẹ ơi, mẹ chờ con thêm một chút nữa thôi. Con nhất định sẽ đoàn tụ được với mẹ và gia đình của mình. Tôi cảm ơn cô, bởi vì cô đã giúp tôi tìm về túi sách. Cô đã cảm ơn tôi rồi mà. Cô mà cứ như thế là tôi cũng ngại đấy. Bởi vì trong túi sách có một vật rất quan trọng với Lan Anh, cho nên cô ấy rất biết ơn của cô đấy. Thôi, hai người đừng khách sáo như thế nữa. Mà bây giờ tôi có việc phải đi. Tôi đi trước nhá. Nếu như mà cô có việc thì cô cứ đi đi. Thật sự là tôi cảm ơn cô. Cô My, cô làm sao đấy? Không, tôi không sao đâu. Cô đừng lo. My, My, cô làm sao vậy? Để anh đưa cô ấy ra xe. Em gọi điện cho bác sĩ Hoàng đi. Em uống nước đi. Bác sĩ Hoàng nói cô ấy không sao đâu, sẽ tỉnh lại sớm thôi, em đừng lo quá. Bây giờ anh có việc phải đến công ty, em ở nhà đợi cô ấy tỉnh lại, có gì gọi cho anh nhé. Anh đi cẩn thận.
Mi, cô tỉnh rồi à? Tôi nhớ là chúng ta đang ở quán cà phê cơ mà. Sao bây giờ tôi lại ở đây? À, khi mà cô chuẩn bị rời đi thì tự nhiên cô bị ngất. Thế là vợ chồng tôi phải đưa cô về nhà và gọi bác sĩ riêng để khám và chữa bệnh. Khi mà cô tự nhiên ngất như thế, tôi hoảng lắm luôn ý. Cảm ơn cô đã đưa tôi về nhà nhá. Mà cô cũng đừng lo lắng quá. Bệnh này của tôi là bệnh cũ tái phát thôi, chưa được điều trị hết cho nên mới bị như vậy. À, cô có thấy điện thoại của tôi ở đâu không? Tôi muốn báo tin cho người nhà. Điện thoại của cô tôi để đây này. Alo, anh Cao à? Em đi đâu từ sáng đến giờ mà không về nhà thế à? Có biết mọi người lo lắng lắm không? Bệnh cũ của em tái phát cho nên là em bị ngất. Mà không sao đâu, bạn em đã đưa em về nhà rồi. Anh qua đón em nhá. Em có sao không? Có mang thuốc theo không? Giờ em đang ở đâu? Anh qua đón em nhá. Em vội quá cho nên là quên mất không mang thuốc theo. Mà anh qua đón em đi, không nhỡ mẹ thấy em lâu về nhà quá lại lo lắng đấy. Đợi anh một lúc, bây giờ anh từ nhà qua đây. Em sẽ gửi địa chỉ qua cho anh. Anh cô đang đến rồi à? Anh ấy đang qua đón tôi rồi. Thế để tôi đưa cô ra ngoài phòng khách nhá. Ui, Mi, em có làm sao không? Có bị đau ở đâu không? Để anh đưa em đi viện khám nhá. Đi, đi. Từ từ ngồi xuống đây đã. Em không sao hết cả, chỉ cần uống thuốc là sẽ đỡ thôi. Mà giới thiệu với anh nhá, đây là Lan Anh, cô ấy chính là người đã giúp đỡ em khi mà em bị ngất đấy. Cảm ơn cô nhiều nhá. Xin lỗi cô vì lúc nãy tôi lo lắng cho em mình quá, cho nên là không để ý cô đang ngồi ở đây. Không có gì đâu ạ. Ai trong hoàn cảnh như anh thì cũng sẽ cư xử như vậy thôi. Tôi không có để ý đâu. Vâng. À, hay là hôm nào cô rảnh, cô đến nhà tôi ăn cơm đi. Để nhà tôi có cơ hội được cảm ơn cô vì đã giúp đỡ Mi. Dạ thôi, không cần đâu ạ. Như vậy thì làm phiền nhà anh quá. Thật ra là tôi cũng chẳng giúp gì được cho Mi. Hai người đừng làm như vậy, khách sáo quá đấy. Không, không có phiền gì đâu. Đúng rồi đấy, khi nào cô sang nhà tôi ăn một bữa đi nhá. Thôi được rồi, thế để khi nào tôi rảnh tôi sẽ qua nhà hai người được chưa? Vâng, bây giờ thì tôi xin phép tôi đưa Mi về để cho mẹ đỡ lo. Mi đi cả ngày hôm qua rồi, mẹ tôi ở nhà lo lắm. Thế để bây giờ tôi đặt taxi cho hai người nhá. Phiền cô nhiều quá. Đi. Đấy. Đấy. Định chạy đi đâu đây? Hả? À? Dạ. Em có chạy đi đâu đâu à? Em định đi lùi lại để tiến về phía anh đấy ạ. Bớt mồm miệng đi nhá. Thế bây giờ mày định như nào? Bao giờ trả tiền tao? Đã quá hạn 1 tháng rồi. Hay là để tao đến dỡ nhà mày, bán đi lấy tiền nhá. Ôi anh ơi, em xin anh, anh thư thư cho em thêm 1 tháng nữa. Đợt này em đen quá, chơi ván nào cũng thua anh ạ. Anh cho em 1 tháng nữa thôi, em hứa em sẽ trả cho anh đầy đủ. Đúng 1 tháng nữa. Lo mà trả tiền cho tao. Không là cả mày và người thân của mày cụt cái gì tao không biết đâu. Nghe rõ chưa? Anh nghe rõ lời anh ạ. Em hứa với anh 1 tháng nữa em có tiền trả cho anh ạ. Mẹ chứ, ngày gì mà đen thế? Này, sao cô đến muộn thế? Tôi đợi cô mãi đấy. Cô thông cảm nhá, tại vì đi đường bị tắc quá cho nên tôi đến muộn. Không sao đâu, tôi chỉ đùa cô thế thôi. Mà lần đầu đến chơi không biết mua quà gì, tôi chỉ biết mua hoa quả để cho mọi người ăn thôi. Ôi, trời ơi, đến nhà chơi lại còn khách sáo như thế làm gì, không phải mua hoa quả đâu. Cô đến rồi đấy à? Cô mẹ Mi nhà tôi đợi cô từ sáng đến giờ đấy. Xin lỗi mọi người nhá, hứa hẹn với mọi người bao lâu nay, thế mà ngày hôm nay mới đến chơi với mọi người được. Không sao đâu, người bận rộn như cô ấy, dành chút thời gian đến nhà tôi chơi đã là quý hóa lắm rồi. Mà thôi, để tôi vào gọi mẹ tôi ra nói chuyện với hai người nhé. Này, hôm nay cô phải ở nhà tôi chơi đến tối đấy. Tôi sẽ dẫn cô đi một quán cà phê siêu đẹp luôn. Được, ngày hôm nay tôi sẽ ở nhà cô cả ngày luôn.
Lan Anh, giới thiệu với cô, đây là mẹ của tôi. Bác chào cháu. Hôm nào bác cũng nghe My nói về cháu mà hôm nay mới có dịp gặp mặt. Lan Anh, này, cô sao thế? Bác, thì bác có nhận ra cháu không ạ? Bác nhìn cháu cũng quen quen, nhưng không biết chúng ta đã gặp nhau ở đâu. Tôi có thể nói chuyện với bác ấy một lát được không? Được. Mọi người ngồi đi. Bác ngồi xuống đi. Bác xem qua bức ảnh này, thì bác có thấy quen không? Sao cháu lại có bức ảnh này? Bác nhận ra đứa bé trong ảnh là ai không ạ? Đứa bé trong ảnh là cháu. Mẹ làm sao đấy ạ? Có thật cháu là đứa bé trong ảnh đấy không? Con gái đáng thương của mẹ. Bác nói đi, tại sao lúc đó bác lại bỏ rơi cháu? Tại sao lúc đó bác lại không mang cháu đi cùng? Mẹ không cố ý. Mẹ không cố ý bỏ con đâu. Thì có bao giờ bác hối hận bởi vì đã bỏ rơi cháu chưa? Có bao giờ bác có suy nghĩ là sẽ tìm lại cháu không? Mẹ rất hối hận. Suốt thời gian qua mẹ luôn khóc trong nước mắt. Mẹ hối hận vì mẹ nghèo quá mà phải đưa con vào cô nhi viện. Lúc mẹ quay lại tìm thì con đã chuyển đi nơi khác rồi. Mẹ luôn sống trong dằn vặt. Mẹ hối hận chỉ vì mẹ nghèo quá. Mẹ đưa con đi theo, sợ con không được ăn no, mặc ấm, nên mẹ ích kỷ không dám đưa con đi cùng. Nhưng mà mẹ có biết đó là điều mà con không hề muốn không? Con không hề muốn cuộc sống như vậy. Cái điều mà con cần ấy, đó chỉ là vòng tay của mẹ, chứ không phải là cuộc sống sung sướng đầy đủ. Mẹ có biết là khoảng thời gian vừa qua con đã phải sống khổ sở và vất vả thế nào không? Mẹ sai rồi. Mẹ sai rồi. Con tha lỗi cho mẹ được không? Mẹ cho phép con được sống với mẹ suốt phần đời còn lại mẹ nhé. Được. Được chứ. Chúng ta sẽ sống cả đời cùng nhau con nhé. Mẹ ngồi đây đi mẹ. Vất vả cho con rồi. Có gì vất vả đâu mẹ. Mọi người về đây chịu ở cùng con như thế này là con vui lắm rồi. Tối nay anh Nam về, gia đình mình mở tiệc để mừng ngày đoàn tụ mẹ nhé. Lần trước đến ngôi nhà này ấy, con đã thấy ngôi nhà này đẹp rồi. Không ngờ bây giờ con còn được ở đây luôn đấy. Các con phải cảm ơn Lan Anh đi. Nhờ chị con tốt bụng nên chúng ta mới được ở trong ngôi nhà như thế này đấy. Chị Lan Anh là nhất đấy. Mẹ ơi, con về rồi đấy à? Để mẹ đi chuẩn bị cơm tối. Không cơm nước gì cả. Mẹ ngồi xuống đây, con có chuyện muốn hỏi mẹ. Có chuyện gì vậy con? Con thấy sắc mặt của mẹ không được tốt. Thế mẹ có chuyện gì à? Mẹ không. Kể cho con nghe đi. Không có chuyện gì cả. Con đừng suy nghĩ nhiều. Mẹ đừng có giấu con. Chúng ta là người một gia đình mà. Mẹ đang lo lắng chuyện của con bé My. Hôm trước mẹ cho nó đi khám, nhưng khi nhận kết quả, trong người nó có tế bào ung thư. Bây giờ mà để chữa trị cho nó thì tốn nhiều tiền lắm. Mà mẹ thì không có nhiều tiền đến thế. Tại sao cái chuyện này mẹ lại không nói với con sớm? Chuyện ung thư có phải là chuyện nhỏ đâu. Bây giờ mẹ cứ bảo với cái My điều trị bệnh cho hẳn hoi tử tế vào, hết bao nhiêu tiền con sẽ trả. Thật vậy sao? Mẹ thật là may mắn khi có một người con vừa hiền lành vừa tốt bụng như con ấy. Mẹ thay mặt My cảm ơn con nhá. Không việc gì phải cảm ơn con. Mọi người khỏe mạnh là con vui rồi. Hai người đang nói chuyện gì mà vui thế ạ? Chị Lan Anh đã đồng ý trả tiền viện phí cho con rồi. Bệnh của con sẽ được chữa trị khỏi. Chị có thật như thế không ạ?
Thật mà, bây giờ việc của em ấy là chỉ cần tập trung chữa trị bệnh cho thật tốt là được. Em yêu chị nhất. Chị Lan Anh ơi, em có chuyện cũng muốn nói với chị ạ. Có chuyện gì vậy? Em chúng ta là một gia đình, con có gì muốn nói với chị, con cứ nói đi. Dạ, thật ra là em cũng đang đầu tư vào một dự án, nhưng mà tự nhiên hết tiền cho nên phải dừng lại. Chị có thể đầu tư vốn cho em được không? Khi nào mà em hoàn thành, em sẽ trả lại cho chị cả gấp lẫn lãi. Thế bây giờ em cần bao nhiêu? Em chỉ cần 1 tỷ thôi chị ạ. Chị giúp em nhé. 1 tỷ á? Vâng. Nhưng mà hiện tại số tiền đó thì chị không có đủ. Chị là chủ tịch mà lại bảo không có tiền. Chị không muốn giúp em thì thôi. Chị... Không phải. Tại vì tháng trước chị vừa mới dùng tiền để đầu tư. Hay là sang tháng sau có tiền rồi chị đưa cho em được không? Được, được ạ. Ủa chị đưa em lúc nào cũng được ấy. Em cảm ơn chị nhiều nhá. Chỉ cần mọi người vui là được rồi. Mà thôi, mọi người nghỉ ngơi đi. Chị vào trong phòng thay đồ đã. Dạ vâng. Con vào thay đồ đó mẹ. Rốt cuộc là anh muốn nói chuyện gì? Không nói luôn ở nhà đi, còn hẹn ra đây làm cái gì? Anh vừa nhận được thông tin nên gọi em ra đây luôn. Ở nhà nói không tiện. Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Trời ơi, có chuyện gì thì anh nói luôn đi. Cứ ấp úng mãi thế. Anh đã điều tra mẹ và hai người em mới của em rồi. Tên Cao thì nợ nần cờ bạc, còn My thì tiêu tiền phung phí. Anh đang sợ họ tiếp cận em là có mục đích xấu đấy. Sao anh có thể nghĩ xấu về người nhà của em như vậy được nhở? Họ hàng nhà em toàn là người tốt thôi. Nếu như mà anh không ưa họ thì cũng không nên đặt điều nói xấu họ như vậy chứ. Nhưng mà... Anh đừng có nói gì cả. Nếu như mà anh không muốn họ sống ở đó thì bọn em ra ngoài ở là được chứ gì. Kìa, Lan Anh. Lan Anh. Em đã đỡ mệt chưa? Cũng đỡ hơn nhiều rồi ạ. Em vào phòng chị có việc gì đấy? Em đi tắm trước nhé. Chị Lan Anh ơi, cái chỗ tiền mà hôm trước em bảo với chị ấy, chị lo giúp em được chưa ạ? Hiện tại công ty chị đang gặp khó khăn. Em đợi thêm một thời gian nữa được không? Con. Mẹ. Sao muộn rồi, mẹ còn coi phòng con làm gì vậy ạ? Mẹ mang nước vào cho con, không sợ đêm con khát. Con cảm ơn mẹ. Có gì đâu. Lan Anh này. Có chuyện gì vậy ạ? Bác sĩ bảo bệnh của My có tiến triển tốt. Tiền đợt trước con đưa cho mẹ, mẹ đã dùng hết rồi. Bây giờ phải đóng thêm để bệnh của My được chữa trị sớm nhất. Chứ để lâu á, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Em phải cẩn thận. Anh sợ họ tiếp cận em để lợi dụng và có mục đích xấu. Lan Anh. Dạ. Con giàu có như thế chắc không thiếu chút tiền này đâu. My nó còn trẻ, còn cả tương lai ở phía trước. Mẹ yên tâm, con sẽ chuyển tiền cho mẹ ngay. Đi đâu cả tuần mới về mà mặc cái như cái bị ấy. Ai làm gì mày? Không muốn ở nhà nữa thì đi luôn đi. Mẹ, con còn chưa liên lạc với cả chị Lan Anh được đây này. Chỗ tiền chị hứa với con còn chưa lấy được. Chắc là con bé nó bận việc gì đấy thôi. Chứ Lan Anh ấy là người nói được, làm được. Thôi, cố gắng đợi thêm thời gian nữa đi. Đợi đến bao giờ? Đợi được một quýt à? Mẹ xem thế nào. Mẹ nói với chị Lan Anh một tiếng giúp con đi. Thôi được rồi, đợi nó về tao sẽ hỏi cho mày. Thôi, mẹ hỏi luôn đi. Con đang cần tiền đầu tư mà nhá. Này, đừng có tưởng là tao không biết mày làm cái gì nhá. Chơi bởi ít thôi. Không bao lúc chết mày nó đấy. Thôi, con biết rồi. Con hứa với mẹ chỉ nốt lần này thôi. Từ sau con sẽ trí thú làm ăn để mẹ sau này được hưởng phúc nhá. Cái mồm. Đây là lần cuối đấy nhá. Lần sau mà còn như thế nữa ta kệ mày ấy. Con biết rồi. Mẹ là thương con nhất đấy. Thôi được rồi.
Kìa mẹ, sao mẹ đến đây ạ? Con chào mẹ ạ. Mẹ đến sao không bảo vợ chồng con xuống đón ạ? Lâu mẹ không thấy các con về, mẹ bảo em dẫn mẹ đến thăm. Dạo gần đây công việc của công ty con nhiều việc quá, cho nên con chưa về được. Khi nào mà rảnh việc con sẽ về nhà. Mà mẹ lên đây có việc gì? Có gì thì mẹ cứ nói luôn đi. Chúng ta là người một nhà với nhau mà. Lan Anh này, lần trước con có hứa cho thằng Cao tiền để làm ăn, mà dạo này mẹ thấy nó xanh xao lắm. Hôm nào cũng đi sớm về khuya để kiếm tiền, mà nó ngại không nói với con. Con xem có chưa thì chuyển cho nó như là lời con đã hứa cho nó mượn đi. Dạ vâng ạ. Mẹ ơi, có một chuyện con muốn nói với mẹ, nhưng con không biết phải nói thế nào. Có chuyện gì con cứ nói đi. Dạ, công ty của Lan Anh hiện tại đang rất khó khăn về tài chính. Hôm nay đã thông báo phá sản rồi mẹ. Hiện tại Lan Anh đang phải gánh trên vai một khoản nợ mấy chục tỷ đấy ạ. Cái gì? Con không lừa mẹ đấy chứ? Chị Lan Anh, có đúng như lời anh Nam nói không đấy? Dạ vâng, đúng rồi mẹ ạ. Tại vì chuyện này không hay ho gì cho lắm, cho nên con cũng chẳng dám kể với mẹ. Con sợ mẹ buồn ạ. Không thể như thế được, sao lại phá sản vào lúc này cơ chứ? Mẹ ơi, mọi chuyện cũng không quá đáng lo đâu. Con cũng đã trả nợ giúp Lan Anh rồi, bây giờ chỉ còn nợ khoảng 3 tỷ thôi. Mẹ, mẹ có thể nào bán căn nhà trước đây của mẹ? Thật sự là vợ chồng con rất cần sự giúp đỡ của mẹ lúc này. Này, anh bị điên đấy à? Nhà đấy là nhà của ba mẹ con tôi, tại sao lại phải bán đi để trả nợ cho cô ta? Mẹ, đáng lẽ ra ngay từ đầu con không nên để mẹ nhận lại cô ta mới đúng chứ. Lúc đấy con cứ nghĩ cô ta là chủ tịch giàu có, ai ngờ lại chỉ được một thời gian thôi đã phá sản. Đúng là xui xẻo mà. Mì, sao em có thể nói như vậy? Mình là người một nhà với nhau mà. Ai là người một nhà với chị? Đừng có mà nhận vơ. Mẹ, mẹ phải nói gì đi chứ? Mẹ phải nhớ lúc đầu mẹ nhận lại cô ta là với mục đích gì. Bây giờ cô ta đã phá sản rồi, chả nhẽ mẹ muốn nai lưng ra đi làm để trả nợ cho cô ta à? Mẹ ơi, mẹ, con bảo này. Cái gì mà con hốt hoảng thế? Con vừa mới nhìn thấy một người có một bức ảnh giống y hệt mẹ luôn, mà người đấy còn chụp chung với cả một đứa bé nữa. Mẹ có quen người đấy không đấy? Con, liệu con có nhầm không? Nhầm làm sao được ạ? Con đã xem đi xem lại cái bức ảnh đấy rồi, nhìn giống mẹ lúc trẻ lắm ấy. Nếu mà con không nhầm lẫn thì chắc là chị gái con rồi. Ngày trước vì bất đắc dĩ nên mẹ mới phải cho con bé đi. Thế con thấy chị con ở đâu? Nó sống có tốt không? Con nhìn thấy ở ngoài đường. Mà chị đang là chủ tịch của một công ty lớn thì chắc chắn là sống tốt rồi. Ôi, vậy thì tốt quá rồi, tốt quá rồi con ạ. Mẹ này, mẹ có muốn nhận lại chị không? Chắc con bé nó hận mẹ lắm. Mẹ không muốn sự có mặt của mẹ làm đảo lộn cuộc sống của con bé. Con thấy chị trân trọng bức ảnh này lắm. Con nghĩ là có khi chị còn đang mong tìm lại được mẹ ấy. Nhưng mà... Mẹ, mẹ có muốn sau này được sống giàu có rồi an hưởng tuổi già không? Cho dù là mẹ không muốn đi chăng nữa thì mẹ cũng phải nghĩ cho con với cả anh Cao chứ. Hoàn cảnh gia đình mình như thế nào thì mẹ cũng biết rồi còn gì nữa. Bọn con muốn có một cuộc sống tốt hơn. Vậy được, con thử đi tìm con bé xem thế nào. Thôi được, nếu như mẹ đã có quyết định như vậy rồi thì con cũng chẳng có gì để nói với mẹ nữa. Hóa ra là từ trước đến giờ chỉ một mình con ngộ nhận là chúng ta là người cùng một gia đình mẹ. Coi như là chị biết điều đấy. Từ giờ đừng bao giờ đến tìm gia đình tôi nữa. Đúng như những gì tôi suy đoán. Em thấy chưa? Đúng như những lời anh nói nhá. Họ không bao giờ coi em là người thân đâu. Tôi thông báo luôn cho hai người biết, công ty của Lan Anh không hề phá sản. Chỉ là tôi và Lan Anh đã muốn thử hai người thôi. Kìa Lan Anh, chúng ta là người ruột thịt với nhau mà, sao con lại phải thử như thế chứ? Nếu như mà con không làm như vậy thì sớm muộn gì công ty của con cũng sẽ phá sản thôi. Mẹ biết Thừa Mi và Cao là người như thế nào. Mẹ đã nhẫn tâm bỏ con đi một lần, nhưng mà không ngờ mẹ có thể chiều chuộng Mi và Cao lại đối xử với con như vậy nữa.
chị Lan Anh, lúc nãy là em chỉ nói linh tinh thôi, em còn trẻ người non dại, chị bỏ qua cho em nhá. Lan Anh, vừa nãy con cho mẹ xin lỗi nhá. Mẹ sai rồi, con đừng giận mẹ, chúng ta là người một nhà mà. Trong này có 200 triệu và số tiền con đã hứa là sẽ cho My để chữa bệnh. Mẹ hãy cầm lấy, coi như đây là khoản tiền con đưa cho mẹ để mẹ phụng dưỡng tuổi già. Lan Anh, mẹ xin lỗi con. Con cảm ơn mẹ, bởi vì mẹ đã cho con xuất hiện trên cuộc đời này. Nhưng mà kể từ khi mẹ bỏ con đi thì con nghĩ con và mẹ đã không có duyên làm mẹ con với nhau rồi. Bây giờ là con chỉ hy vọng mẹ có thể sống thật tốt và mẹ hãy quên con đi. Mẹ, mẹ không cần phải nhiều lời về cái loại máu lạnh vô tình này nữa. Dù mẹ có nói nữa nói mãi thì cô ta cũng sẽ không bao giờ động lòng đâu. Coi như là con chưa bao giờ có người chị gái này. Đi thôi mẹ. Em à, em đừng buồn nhé. Trong cuộc đời này vẫn còn những chuyện nghiệt ngã như vậy đấy. Em đã mất bao nhiêu thời gian để tìm lại gia đình mình, nhưng cuối cùng thì... Em không sao đâu, anh đừng lo. Cũng là do em cố chấp, lúc nào em cũng mong muốn tìm lại họ. Nhưng mà thực chất họ không hề coi em là một gia đình. Em không sao, anh đừng có lo nhé. Em đừng buồn, có anh ở đây rồi. Anh sẽ là gia đình của em. Em cảm ơn anh, bởi vì lúc nào cũng bên cạnh em.